Những phiên tuần trước khi thị trường có những cái mức rung lắc rất mạnh và các cái mà cổ phiếu có những cái điểm mua rất đẹp à, Thì nhiều anh chị nhau tư lo sợ Và chờ thị trường nó chỉnh thêm, à, các cái mà cổ phiếu nó chiết khấu thêm à, Trong hai phiên gần nhất, đặc biệt là sau cây break ngày hôm qua à, với một cái mức thanh khoản tốt à, Thì bắt đầu là thay đổi về cái mặt tâm lý Họ đặt ơi, làm sao để mua cổ phiếu em, à, cổ phiếu này còn mua được không em, chị có lỡ sống không em à, Thôi em nói là chờ thị trường nó rung lắc một hai phiên À, thì thị trường các cái mã cổ phiếu nó sẽ có cái điểm mua trẻ à, nhưng mà sau ngày hôm nay thị trường nó rung lắc một cái à, khối ngoại bán ầm ầm à, và nhiều những cái mã cổ phiếu nó không tăng nữa mà có những cái mức giảm tầm khoảng là 0,5% phần à, trăm đến một phần trăm thì nhiều anh chị nhà đầu tư cũng có nhắn em à, thôi đạt ơi chị thấy thị trường nó chỉnh ghê quá thôi giờ nó chỉnh gì không dám mua <laughs> nó cũng lạ anh chị ha tức là khi mà chị đầu tư thì em thấy là có nhiều anh chị cũng rất là khổ nha khi thị trường ở dưới à, thôi chờ cái mặt cổ phiếu nó chỉnh thêm xíu nữa không dám mua khi thị trường break lên lại muốn mua à, cầm tiền thì lại muốn mua lại muốn phô mô chờ thì các cái mã cổ phiếu nó chỉnh nhưng mà ngày hôm nay nó chỉnh thì lại sợ không dám mua cổ phiếu chờ thị trường và các cái mã cổ phiếu nó chỉnh thêm à, thì khi mà chị cứ cân đo đông đến như vậy thì đời nào chị mua được cổ phiếu ok thì với những anh chị nhà tư đang trong cái trường hợp như vậy hoặc là những anh chị nhà tư đã đang nắm rất nhiều những cái mã cổ phiếu rồi thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với anh chị thị trường ngày hôm nay nó có rủi ro hay là không thị trường đang vận động thế nào các cái mã cổ phiếu nó có tốt hay là không thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với chị về cái vấn đề về thị trường cũng như là sẽ có một số các cái điểm mua trẻ cho những chị đầu tư một là vẫn còn cầm rất là nhiều tiền hai là những chị nào tư chưa giải ngân kịp các cái mã cổ phiếu trong những vụ qua thì trong cái video ngày hôm nay thì em cũng sẽ tặng một số các cái mã cổ phiếu điểm mua trẻ điểm mua chuẩn thì em cũng không gọi là điểm mua chuẩn rồi bởi vì các cái điểm mua chuẩn thì đã qua hết rồi em đã giới thiệu với anh chị rất là nhiều trong những cái video tuần trước rồi thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ đánh giá qua về một số các cái nhóm ngành thì nếu mà những cái mã cổ phiếu nào có những cái điểm mua trẻ những cái điểm mua số 2 thì em sẽ cập nhật với anh chị trong cái video ngày hôm nay à, vậy nên anh chị nhớ xem đến hết của video à, để có thể là có những cái mã cổ phiếu ok nhất anh chị ha rồi right. à, thì à, chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official à, Thì em là Nguyên Đạt à, Ngày hôm nay vào thứ ba à, Thì như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường Để nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay ngày hôm nay thì khi mà chị nhìn về cái mặt vận động á, cũng như là về cái mặt điểm số thì anh chị thấy là thị trường nó cũng hơi lo à, không biết làm sao mà thị trường nó mới tăng cây mà thanh khoản ok 22.000 23.000 tỷ mà ngày hôm nay là thị trường nó cũng giảm ok à, thì nhiều anh chị cũng lo lắng à, và nhiều anh chị khách hàng cũng có nhắn tin hỏi em à, thì trong cái video ngày hôm nay thì cũng sẽ phân tích kỹ với anh chị về cái về về thị trường à, cũng như chúng ta sẽ nhìn qua về một số những cái mạng cổ phiếu chính à, để cho anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, trong những giang sắp tới ha À, trước khi xem video thì anh chị có thể à, bỏ ra vài giây nha nhấn giúp em một cái nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh bên cạnh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, còn nếu anh chị muốn đồng hành cùng em trong lớp khách hàng thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em à, số điện thoại bên dưới màn hình à, cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi à, và ủng hộ kênh phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường ngày hôm nay à, về cái mặt điểm số thị trường ngày hôm nay ngày 5 tháng 12 đóng cửa cái mức giảm à, gần 4,5 điểm và đóng cửa cái mức là 1115,97 với một cái mức thanh khoản vẫn thấp hơn cái mức trung bình Ngày hôm nay thì thanh khoản cũng không có quá cao đâu. Nó chỉ qua là cái mức trung bình thôi. À là 17.092 tỷ à, với 141 mã tăng à, và 356 mã giảm. Trong rổ Vin30 thì có bốn mã tăng và 22 mã giảm. Thì ngày hôm nay là một cái phiên rung lắc cũng tương đối mạnh của thị trường. Một phần là trong buổi tối ngày hôm qua thì các chỉ số nước Mỹ nó cũng có những cái mức rung lắc mạnh à, và một phần thì em nghĩ là nó cũng sẽ tác động cũng uh, tương đối là ngày hôm nay khối ngoại bán rất mạnh. Ngày hôm nay khối ngoại bán tầm khoảng là 1.557 tỷ. Thì ha, bán gần như là tất cả các cái mã cổ phiếu luôn và bán rất là nhiều. À, ngày hôm nay thì uh, có ngọn bán mạnh và một phần những một số những cái mặt cổ phiếu trụ trong rổ Vin30. À, ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu như Vinhome, Vietcombank hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu ngân hàng. Ngày hôm nay cũng có những cái bất đề trụ tương đối. À, thì một số các yếu tố đó cũng làm cho thị trường nó cũng có những cái mức rung lắc à, sau cái phiên tăng điểm tốt ngày hôm qua. À, thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về cái mặt vận động để chúng ta xem từ thị trường ngày hôm nay nó vận động thế nào anh chị ha. Rồi chúng ta xem về cái bằng bằng cái biểu đồ 5 phút. À, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì nối tiếp cái đà hưng phấn của thị trường ngày hôm qua. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thị trường nó cũng có một cái sự hưng phấn nhẹ thôi. Và để gọi là hưng phấn mạnh thì buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không có hưng phấn quá mạnh thì thị trường cũng có cũng có một sự hưng phấn nhẹ ở đầu phiên và tầm khoảng là 10 giờ bắt đầu tầm khoảng 10 giờ rưỡi thì thị trường nó bắt đầu nó có những cái mức hạ nhiệt và thị trường nó ép mạnh hơn là tầm khoảng buổi chiều tầm khoảng chiều là sau tầm khoảng một giờ rưỡi thì thị trường nó có những cái mức rung lắc lớn hơn với cái volume nó lớn hơn và cuối phiên đóng cửa cái mức là 1115 thì ngày hôm nay nhìn chung là một cái phiên rung lắc và một cái phiên dàn co tương đối về với thị trường cũng là các cái mã cổ phiếu À, và em đánh giá thị trường ngày hôm nay á, là một cái phiên hết sức bình thường thì trong cái buổi uh, livestream cũng là trong cái buổi video ngày hôm qua á, thì em có nói chị về hai cái vấn đề đầu tiên á, là chúng ta vừa trải qua một cái một cái đau đen nó sẽ khác giống như dạng này chị giai đoạn này thì thị trường chúng ta đã có một giai đoạn tích lũy 3 bốn tháng thì khi thị trường đi lên á, thì các cái mã cổ phiếu đặc biệt là những cái mã cổ phiếu dòng lớn ở ví dụ như là chứng khoán bất động sản hoặc là những cái mã cổ phiếu như ngân hàng nó đổ một cái độ tích lũy thì thị trường nó mới tạo ra một sóng đủ lớn nhưng mà giai này thì chịu là khi mà thị trường nó rơi ở trên xuống và các cái mã cổ phiếu và thị trường nó vừa trải qua mỗi đoạn nếu mà chúng ta tính từ chỗ này á, thì các cái mã cổ phiếu nó vừa mới chỉ tích lũy tầm khoảng là tháng rưỡi đến 2 tháng thôi. Thì cái sự tích lũy nó không có đủ. Mà trên thị trường thì các cái mã cổ phiếu về cái sự tích lũy thì nhìn chung các cái mã cổ phiếu nó chỉ có tầm khoảng từ 2 đến 3 ngành nó đổ độ tích lũy và nó để tạo ra một sóng độ tốt. Còn các cái mã cổ phiếu còn lại đặc biệt là những cái mã cổ phiếu nhưng mà lớn. Ví dụ như chứng khoán bóng sản á, thì chị sẽ thấy là gì? Thì các cái mã cổ phiếu thì nó vẫn dần co trong một cái biên độ đó, và nó chỉ dao động trong một cái nền gọi là tái tích lũy đó thì khi đó nó sẽ làm cho thị trường cái sóng này ấy, em đánh giá với chị là nó sẽ là một cái một cái sóng nó không có quá mạnh Nó nó sẽ tương đương như em đánh giá à, tức là trong buổi sáng thì em đánh giá với nhiều chị khách hàng của em á thì em nói với chị là sóng này nó có thể là nó sẽ tương đương về cái mặt vận động giống như là cái sóng cuối năm 2022 và đầu 2023 nó là cái sóng này anh chị đó và cái sóng này chị thấy là thị trường nó sẽ rất là phân hóa và trên thị trường nó chỉ có một vài nhóm gì đầu tư công và thép nó chỉ có sóng trong đoạn này hoặc là trong cái nhịp này nó chỉ có dòng chứng khoán còn đoạn này thì khi mà thị trường up trên á thì các cái mã cổ phiếu lên hết thì không nói nhưng mà trong cái nhịp này thì nhìn thấy là đa phần các cái mã cổ phiếu nó chỉ đi ngang và cái sự đi ngang của các cái mã cổ phiếu đặc biệt là những cái mã cổ phiếu nhóm lớn em ví dụ chỉ một số cổ phiếu ha à, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu như để gọi anh à, chị ha là những cái mã cổ phiếu nó chỉ nó chỉ đi ngang thôi thậm chí là cái trên nó là còn trên xuống à, hoặc là những cái mã cổ phiếu gì là như thế đó, nó chỉ đi ngang mặc dù thị trường trong đoạn là những cái mã cổ phiếu đầu tư công tăng rất mạnh à, hoặc là những cái mã cổ phiếu như FCS hoặc là những cái mã cổ phiếu như VND thì các cái mã cổ phiếu nó chỉ vận động trong một cái biên độ thôi bởi vì bởi vì nó vừa trải qua một cái giai đoạn nó giảm quá mạnh đi mà nó vừa trải qua một cái giai đoạn nó giảm rất mạnh và các cái mã cổ phiếu nó cũng chưa đủ độ tích lũy để nó tạo ra một cái gì một cái chu kỳ mới thì giai đoạn này cũng tương tự nếu chị nhìn qua về một số những cái mã cổ phiếu nhóm mình lớn ví dụ như là nhân chứng hiện tại nó nó chỉ tích lũy tầm khoảng 2 tháng hoặc là những cái mà cổ phiếu như bón sản thì nó chỉ mới tích, tích lũy tầm khoảng là tháng rưỡi hai tháng hoặc là những cái mà cổ phiếu khác cũng tương tự đặc biệt là những cái mà cổ phiếu những mình lớn à, em hay lấy chứng khoán bón sản bởi vì hai cái nhóm này là hai cái nhóm nó nó thường đại diện cho những cái con sống lớn của thị trường thì hai nhóm này là hai cái nhóm rất là rất là hay đại diện cho những cái con sống lớn Đó, thì khi mình anh chị nhìn hai nhóm này thì các cái mà cổ phiếu nó vẫn chưa đủ cái sự tích lũy của nó Đó, nên anh đánh giá với anh chị trong cái đoạn này á, là anh chị đừng có kỳ vọng với thị trường quá nhiều đừng có kỳ vọng với thị trường nó quá nhiều là gì à là thị trường gì? Nó sai quay cũng được. Nó tăng lên này cũng được, nó sai quay lình sinh biến hẹp. Chỉ cần gì? Chỉ cần nó không quá rủi ro lại được. Nói chứ em thấy là có nhiều chị là ờ uh, nó là thị trường ngày hôm qua nó tăng mạnh thì thị trường ngày hôm nay nó tăng mạnh cũng không có cần. Bởi vì em có nói gì là cái bản chất của thị trường á, nếu mà chúng ta nhìn kỹ á, là cái bản chất của thị trường nó vẫn đang là cái vùng sai quay. Nó vẫn đang là một cái vùng đi ngang và các cái mã cổ phiếu chính hiện tại rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn đang đi lên một là sideways đi ngang hai là sideways up nên là thị trường nó rất để khó có những cái con sóng mạnh đó và trong buổi sáng thì em có nói với nhiều chị khách hàng của em thì em đánh giá trong cái nhịp này này để em để, để em nhắc lại nha ok à, tức là em có đánh giá với nhiều anh chị đây với nhiều chị khách hàng của em á thì em có nói em nói tinh thần trong buổi sáng ngày hôm nay đây em có nói với chị là một số các tinh thần làm có đánh giá với anh chị là sóng này nó sẽ không có quá dài và nó sẽ rất khó để có sóng dài giống như giai đoạn tháng 4 tháng 5. Bởi vì chị biết vì sao? Tháng 4 tháng 5 là sóng tổng thể. Sóng sóng con nào cũng lên và cái điều quan trọng nhất là gì? dòng chứng khoán là dòng dẫn của dòng này. Thì khi mà thị trường dòng dẫn nó là dòng lớn thì cái sóng nó sẽ mạnh. Anh nhìn nào đã đầu tư tầm khoảng 2 3 năm đổ lên trên thị trường đó, thì những cái con sóng mà có banh chứng báo động sản mà dẫn dắt đó, thì cái sóng nó luôn lớn. Nhưng mà những cái con sóng mà những cái mà cổ phiếu lẻ tẻ nó chạy đó, thì cái sóng nó sẽ là sóng yếu. Và trong dòng nó có thể là sóng xoay quay luôn. Đó, nên em dám với chị là em nắm cái thần trong nhiệm này là gì là sống này thị trường nó sẽ rất là khó dần tháng tư tháng năm vậy em kỳ vọng thôi là sáng này nếu mà đủ ok đó, để có thể là ăn tết đó, thì tầm khoảng là 3 tuần đến một tháng là thị trường nó sẽ bắt đầu nó nghỉ ngơi một là gì như bữa em nói chỉ là một là tích lũy ở trên tích lũy lên trên tức là nào đi lên trên này tích lũy đi ngang còn hai là gì hai là tích tức là hai là nó sẽ biến động tức là nó sẽ tăng lên một đoạn và nó sẽ thối lui về lại quanh cái vùng một à, nghĩa là nó sẽ sai quay trong một cái biên đồ hẹp dần co như này À, thì đó là cái đó là cái mức kỳ vọng của em với vấn đề về thị trường thì khi mà chị, thị trường nó chỉ cần như thế này thôi em nói gì nè thị trường nó chỉ cần như thế này thôi là trên thị trường cơ hội nó đã có rồi ok đó nên là anh chị em nghĩ là cái nhịp này á, anh chị bớt kỳ vọng với thị trường lại à, là thị trường nó phải tăng mạnh các kiểu em đánh giá là mình kỳ vọng là thị trường nó nó không cả giảm quá mạnh là được còn với thị trường nó rung lắc rồi nó biến động nó sai quay up rồi sai quay đi ngang gì là là chơi được ok thì đó là cái tinh thần em muốn trao đổi với anh chị trong xuyên suốt bây giờ đến tầm khoảng tới tết luôn là anh chị không nên kỳ vọng quá nhiều là thị trường nó có giai đoạn nó tăng như thế này mà thị trường nó chỉ đi ngang nó biên rung lắc biến động hoặc là thị trường nó sai là mình đã có thể đánh rồi ok nha đó nên em thấy là bởi vì anh chị quá kỳ vọng với thị trường và anh chị kỳ vọng là thị trường nó sẽ có những cái mức tăng mạnh thì đôi khi á, nó sẽ làm cho mình bị gì nó sẽ làm cho mình bị kỳ vọng quá nhiều thì khi mà thị trường nó không đi đúng và cái mạng cổ phiếu nó không đi đúng kỳ vọng của mình á, thì anh chị hay bị thất vọng thì như vậy nó sẽ rất là rất là nguy hiểm ok nên là vấn đề về thị trường em muốn nhấn mạnh vào vấn chị là cái nhịp này thứ nhất là cái sóng của thị trường nó sẽ không có quá dài cái thứ hai là nghĩa là một á nếu mà tích cực tích cực ha lên trên này đi ngang còn hai là gì? hai là dần co qua cái biên này cũng ok đã, chỉ cần thị trường nó đừng có giảm đùng đùng đung đun xuống như là được còn khi mà thị trường nó dần co biên này thì cái cái mà cổ phiếu nó đã tạo ra rất là nhiều cơ hội để cho anh các anh chị đánh rồi ok nha đó thì đó là cái điểm em muốn lưu ý với anh chị trong cái video ngày hôm nay là cái điểm đầu tiên rồi cái thứ hai là thị trường trong cái trong cái phiêu ngày hôm nay á, nó vận động thế nào thì thị trường ngắn hàng thì chị thấy là đang về chạm về cái cảng là quanh cái nhiêu, quanh cái vùng một nghìn ba mươi là cái cảng mà thị trường á, nó đã chạm tức là thị trường nó đã tạo những cái vùng gọi là cái nhịp điều chỉnh ngắn là quanh cái nhịp rồi tức là quanh những cái vùng cân bằng trên rồi là thị trường nó chạm một lần hai lần ba lần quanh cái vùng một một hai mươi một ba mươi mộ, mộ, mộ thì ngày hôm nay khi mà thị trường nó chạm quanh cái về cái vùng này á, thì thị trường nó gặp những cái vùng chẩn lại và một cái việc một cái nhịp tích lũy lại là hết sức là bình thường nè ví dụ như này anh chị ha ví dụ khi mà thị trường nổi lên này và thị trường nó về nó gặp cản này là nó chậm bao nhiêu? 1, 2, 3, Chậm tầm khoảng 2 tuần. Nó chậm tầm khoảng 2 tuần. Thì anh chị thấy cái nhịp này á, thị trụ nó có tăng không? Anh chị nhìn cái thật kỹ đoạn này này. Thị trường nó có tăng không chị? Không có tăng. Anh chị nha. Nhưng mà anh chị nhìn này. LCG này. HV này. BLC này. KSB này. FCN này. Là anh chị nhìn, thị trường đi ngang mà thấy cái mạng cổ phiếu nó tăng. Nè. LCG này, KSB này. FCN này tức là anh chị tức là anh chị anh anh chị thấy là khi mà một cái mã cổ phiếu nó có tăng á, nó có quan trọng thị trường không không chỉ cần thị trường nó đừng có rủi ro thì cho dù thị trường đi ngang á dòng tiền nó vẫn đắt anh chị thấy không ạ ví dụ như là BLC này này anh chị nhìn thị trường nó đi ngang này thị trường đi ngang gần 3 tuần á sau này nó mới lên nhưng mà chị nhìn BLC nó tăng này anh chị thấy tăng kênh không hoặc là những cái mã cổ phiếu như LCG này đây LCG Bà. là thị trường nó chỉ đi ngang thôi nhưng mà gì nhưng mà cái mặt cổ phiếu nó tăng này đó, nên em nói với chị là nhiều lúc đó, khi mà chị con đo đông đếm hoặc là chị quá quan tâm với thị trường đó, anh chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cái mạng cổ phiếu cực mạnh trên thị trường cái thứ hai đó, là anh chị sẽ bỏ lỡ gì bỏ lỡ rất nhiều những tức là anh chị sẽ chốt rất sớm những cái mạng cổ phiếu mạnh à, ví dụ chị thấy là thị trường nó rung lắc một hai cây hoặc là thị trường nó đi ngang đó, mà nó không tăng nhiều là anh chị sợ là thị trường nó sẽ sập à, nhưng mà anh chị thấy là các cái mạng cổ phiếu mạnh là nó vẫn mạnh và nó lên thì nó vẫn lên đó, nên là trong cái video ngày hôm nay thì em cảm muốn tức là đầu video em có chỉ là thị trường đó, nó sẽ không có mạnh đâu em nói thẳng với anh chị là thị trường trong cái nhịp này nó sẽ không có mạnh một là gì một là lù lù đi lên sai web ấp hai là đi ngang thôi mà khi mà thị trường nó không mạnh á anh chị đừng có nhìn thị trường chỉ cần thị trường gì không quá rủi ro đừng có giảm sang 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 các kiểu là chơi được còn lại anh chị cứ tập trung vào các cái mã cổ phiếu cho em nhìn cổ phiếu để mua nhìn cổ phiếu để bán chứ đừng có nhìn thị trường ok anh chị nốt lại cái ý này ha và nghĩa là cái góc nhìn này nó sẽ duy trì bây giờ từ đây cho đến hết năm hết tết âm luôn á từ đây cho đến tết luôn đó, nên là chị không cần quá tập trung với thị trường và em đánh giá thị trường ngày hôm nay nó rung lắc với một cái thanh khoản ok không có quá rủ ra. và anh chị thấy là ngày hôm nay thanh khoản thậm chí là còn thấp hơn cái mức giao dịch trung bình và anh chị để kỹ á trong thường khi mà những cái phiên mà thị trường nó rủi ro đó thì anh chị nhìn giúp em hai dòng thôi nhìn giúp em hai dòng cho dù nó là có phải là dòng lít hay không phải lít thì anh chị chỉ cần khi mà thị trường nó sặc sự rủi ro anh chị chỉ cần nhìn giúp em này đầu tiên là dòng chức thứ hai là gì thứ hai là dòng bóng sản thì chị thấy ngày hôm nay bóng sản thậm chí có nhiều con tím luôn nha em chưa nói là nó có giảm mà hay không thậm chí là có nhiều con tím đắt xanh ngày hôm nay xanh rồi gì novaland vẫn xanh rồi gì những cái mã cổ phiếu như hdc quanh tham chiếu nam từ liêm chỉnh nhẹ dg chỉnh nhẹ và vốn rất là thấp quanh trung bình rồi hoặc là những cái mã cổ phiếu dòng chứng ngày hôm nay vẫn có con xanh luôn Đó. và những cái mã cổ phiếu lớn đây sh chỉnh nhẹ Đó. hoặc là những cái mã cổ phiếu như vít chỉnh nhẹ vnd chỉnh nhẹ visa chỉnh rất là nhẹ luôn là nghĩa là không có vấn đề gì anh chị đúng không khi mà anh chị khi mà mình nhìn thị trường nó có rủ ra hay không thì em hay nhìn dòng chứng khoán bóng sản cho dù nó có phải là dòng lít hay không ví dụ như là cho dù dù nó lít mình nhìn nó thì mình biết được mình cảm nhận được nhưng mà cho dù nó không phải lít thì em cũng hay nhìn những khi những cái này thì em thấy thị trường ngày hôm nay rung lắc rất là nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng và anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu dòng đời những cái mặt cổ phiếu dòng khu nghiệp khu nghiệp như là nghiệp này lít nha anh chị nhìn cái mặt cổ phiếu ita trên nó vẫn cực kỳ tốt những cái mặt cổ phiếu như vgc ngày hôm nay rung lắc vô thấp hơn cái mức trung bình kbc ngày hôm nay rung lắc cực vô cực kỳ thấp luôn bằng một hai vô trung bình đó hoặc là những cái mã cổ phiếu gì những cái mã cổ phiếu như những cái mã cổ phiếu như ita vgc hoặc là những cái mã cổ phiếu như là thằng idc ngày hôm nay idc thậm chí là còn tăng chị nhìn nhận biết không hoặc là những cái mã cổ phiếu như bvd bvs bvc ngày hôm nay tiền vào đánh ở à, bvs ngày hôm nay cũng tiền vào còn bvd các cái mã cổ phiếu ngày hôm nay dầu khí đánh do thị trường nó xấu nhưng mà cái đây là cái đặc tính mà thường gặp của những cái mã cổ phiếu nhóm dầu khí rồi thì chỉ chị thấy là những cái mã cổ phiếu mang dáng vóc của leader thì anh chị thấy nó cái trên của nó vẫn rất là mạnh à, nghĩa là nhìn những cái mã cổ phiếu ở trên và nhìn những cái mã cổ phiếu mang tính thị trường như là chứng khoán bóng sản thì em đánh giá thị trường ngày hôm nay vẫn là gì vẫn là hết sức bình thường không có vấn đề gì quá lớn ok nên anh chị cứ vẫn tập trung vào các cái mã cổ phiếu chị cứ tập trung các cái mã cổ phiếu cổ phiếu mình đang nắm nó không có vấn đề gì thì cứ nắm giữ cổ phiếu mình muốn mua nó có điểm mua cứ múc chị chứ đừng có nhìn thị trường à, rung lắc các kiểu là anh chị sợ ok ha và anh chị nắm luôn giai đoạn sắp tới thị trường nó có thể là nó chỉ đi ngang thôi em nói gì này, thị trường có thể là trong một hai tuần tới nhiều lúc nó có thể chỉ đi ngang thôi nó không tăng nhưng mà chị để cái trên thị trường nó sẽ có rất nhiều những cái mạng cổ phiếu nó tăng mạnh trong một hai tuần sắp tới chỉ còn gì đừng nó giảm sàn 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 xuống là được em còn nói gì anh, anh chị nếu anh chị nào nhìn về cái mặt điểm số nhiều lúc anh chị sẽ không dám mua cổ phiếu và nhiều lúc anh chị sẽ không nắm giữ dám nắm giữ những cái mạng cổ phiếu mạnh trên thị trường anh chị phải đặc biệt lưu ý với em OK, nắm thẳng cái tinh thần này để sắp tới mình mua bán mình nắm giữ cái mặt cổ phiếu cho nó nhẹ đầu nha. Bởi vì nhiều lúc anh chị quá căng thẳng á, nhiều lúc gì nắm cái mặt cổ phiếu nó bị mệt đó. Anh chị nhá, OK, OK. Đó thì đó là cái góc nhìn về thị trường. Còn nhiều anh chị hỏi á, là vấn đề về khối ngoại á, là khối ngoại nó có bán này nó có rủ ra hay không á, thì em đánh giá là nó sẽ ít nhiều, nó sẽ ít nhiều là nó sẽ tác động đến về cái mặt về tâm lý trên thị trường. Còn em đánh giá với anh chị là cái khối ngoại bán nó sẽ không tác động đến cái vận động của thị trường quá nhiều đâu. Và anh chị nào theo dõi nha, anh chị nào theo dõi cái kênh của em trong xuyên suốt tạm khoảng một, một tháng vừa qua là khó ngoại không phải bây giờ nó mới bán mà khó ngoại trong một tháng qua là nó đã nó đã bán hoài rồi trong một tháng qua kể từ thời điểm mà thị trường bắt đầu đi lên từ chỗ này anh chị là không ngoại nó đã bắt đầu nó bán rồi chứ không phải là thị trường ngày hôm nay khó ngoại nó mới bán ok còn khó ngoại nó có bán là, là về nó cơ cấu quỹ hoặc là nó bán nó thoát nó thoái vốn hoặc là do nó nhiều chị có xem thông tin em thấy là nó bị hạn chế rung tức là hạn chế rung nước ngoài ấy, nên là không ngoại nó phải bán ra đó thì một số chị cũng thấy trong đó thì cái gì nó cũng nó cũng tức là cái gì nó cũng được nhưng mà như em đánh giá là khối ngoại nó chỉ tác động một phần và nó chỉ tác động nhiều khi mà thị trường nó có những cái mức giảm với một cái biên độ lớn thôi còn cái hiện tại là khi mà thị trường nó đã có xu hướng và thị trường nó đã có những cái mức ổn định và các cái mã cổ phiếu nó đã có xu thế rồi thì em giá khối ngoại nó sẽ không tác động quá nhiều với thị trường đó thì đó là cái góc nhìn của em và hồi xưa giờ khi mà mua bán thì em cũng không có nhìn quá nhiều về khối ngoại đặc biệt là khi mà thị trường nó đã có một cái xuống tốt đã làm cứ tập trung vào cổ phiếu rồi. Còn khó ngại anh chị là nó biết tác động cái nào không? Là khi thị trường vừa trải qua một giai đoạn nó giảm rất mạnh và nó có một cái có một cái nhịp rơi mạnh thì lúc đó cái dòng tiền khối ngoại và cái 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 xuống của ngoại thì mình nhìn kỹ. Còn khi mà thị trường và các cái, cái mã cổ phiếu nó đã có trên rồi thì khối ngoại thì mình để mình tham khảo thêm thôi. Ok. Đó. Còn vì sao mà khối ngoại nó bán thì mình cũng không có quan tâm. Anh chỉ câu quan tâm là ờ cái mã cổ phiếu em nắm nó có xấu hay không? Còn, ví dụ nó xấu thì em bán. Còn không xấu thì em nắm giữ. Hoặc là cái mã cổ phiếu muốn mua nó có tốt hay không? Nếu mà nó tốt thì em mua còn cái mà cổ phiếu nó không tốt thì em không mua vậy thôi Nói gì ra nó nhẹ cái đầu còn nhiều lúc khi mà anh chị lên thị trường mà anh chị biết nhiều quá là anh chị sẽ bị đắn đo trong cái quá trình mà anh chị ra quyết định à, ví dụ như là hôm bữa em bảo anh chị là hôm bữa giờ em bảo anh chị là mua các cái mã cổ phiếu có nhiều chị ngày hôm nay anh chị nhắn tin với em là đạt ơi à, chị mua thêm thằng ita cái mã cổ phiếu này lại hai mươi trăm đó thì nếu mà anh chị nào sợ khối ngoại sợ thị trường thì làm gì có hai mươi trăm đâu hoặc là cái mã cổ phiếu dầu khí hoặc là khu công nghiệp cũng tương tự thì anh chị nào mua từ những điểm em báo thì đa phần là lãi hơn mười trăm rồi cũng rất là ok đó ha đã tức là nhiều lúc khi mà chị nhìn về thị trường quá nhiều và chị căng đo đông đếm rất là nhiều thứ là chị sẽ không ra được quyết định đầu tư à, càng biết ít là càng tốt ok thì đó thì là gốc đó là cái gốc nhìn của em trong hiện tại và cũng như là trong phiên ngày hôm nay thì là trong cái phiên ngày mai thì thị trường nó sẽ chuẩn lại tiếp quan cái vùng này có thể là tiếp tục tích lũy bởi vì đây là mình nói gì nó đây vẫn là một cái vùng cản tương đối mạnh của thị trường là quanh cái vùng một một này thị trường khi mà nó về những cái vùng cản thì có thể là nó chuẩn quanh cái vùng này tầm khoảng 2 tuần luôn chị nhiều lúc nó chuẩn không ít đâu à. nhiều lúc nó chuẩn tầm khoảng tuần hai tuần luôn nên là chị cứ tập trung vào các cái mã cổ phiếu cho em. Ok, cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào xấu. À, thì cứ tập trung vào các cái mã cổ phiếu. Chỉ còn thị trường nó chậm chậm quanh cái vùng này mà cái vùng nó bán quá lớn đừng có sẵn sàng liên tục là ok. Rồi thì đó là cái góc nhìn quen. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua về một số các cái những ngành à, cũng là các cái mã cổ phiếu quan trọng. Thì nếu mà những cái mã cổ phiếu nào có cái điểm mua trẻ thì em sẽ cầm nhận với anh chị ha. Em dùng từ trẻ là để anh chị quyết định được là anh chị có mua hay không. Bởi vì các cái điểm mua chuẩn, các điểm mua ok thì em đã báo với anh chị trong vòng tuần trước rồi. Đó, nên dùng từ trẻ nha chứ để nhiều lúc nó làm sao còn đạn nó cho điểm mua này Đó, nó cũng ngoài vàng đã báo với chị trong những cái video tuần trước rồi ok rồi thì em sẽ cập nhật qua về một số cái nhóm người chính đầu tiên là nhóm khu công nghiệp đi à, khu công nghiệp thì em đánh giá với chị là khu công nghiệp đã đã tạo ra sóng dòng rồi nha à, nó đã tạo ra sóng dòng rồi bởi vì một cái dòng những cái mặt cổ phiếu như ita vượt đỉnh vgc vượt đỉnh rồi ssc vượt đỉnh hoặc là những cái mặt cổ phiếu như idc chuẩn bị vượt đỉnh này. ADC nghe em chuẩn bị vụ đỉnh hoặc là những cái mã cổ phiếu như tiếp thì những cái mã cổ phiếu trong một nhóm ngành mà có 4 đến 5 cổ phiếu nó có tích lũy và nó vô đỉnh thì dòng công nghiệp nó đã tạo ra sóng dòng rồi. Thì với những cái mã cổ phiếu mà nó tạo ra sóng dòng này thì chỉ có hàng thì tiếp tục nắm giữ. Để điểm mua thì hết rồi. Đảo điếu rồi anh em bữa nói anh chỉ điểm mua thằng tiếp chứ này đúng không? Đó thì chỉ có cứ giữ thôi. À, thằng này thì nó hơi nhỏ, em thì mau đầu thương này. Nhưng mà nó vận động nó bình thường thôi. Thằng này thằng này thì nó có một cái đánh là nó lên là hay rủ, anh chỉ có thì tiếp tục cầm nha. Rồi có những cái mã cổ phiếu như VGC. VGC ngày hôm nay rung lắc nhẹ với một cái vuông thấp nào thì thông thường khi mà những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh thì nó có thể là nó tích lũy quanh cái vùng đỉnh cũ. Vô nó thấp lại tiếp. Vô nó thấp thì nó vẫn ok. Nó có thể là nó tích lũy quanh cái vùng này tầm khoảng vài cây. Một hai cây rồi đó rồi nó sẽ lên tiếp. Vô nó thấp là được nha anh chị. Hoặc là em nói với chị nha, nếu anh chị nào vẫn còn quan tâm hoặc là anh chị nào chưa mua đủ hàng với cái cổ phiếu này thì trong tầm khoảng ngày mai và ngày mốt tầm khoảng hai phiên nữa mà cái mã cổ phiếu này rung lắc mà vô nó thấp nha, có một cây tích cục, Mua vậy. Nha đó, ví dụ như là một ví dụ nó tích lũy tầm khoảng bốn năm phiên mà cao cái thầy cung như nhẹ này thì chị có thể canh mua thêm hoặc là mua mới vẫn ok à, với vgc tầm khoảng năm sáu qua năm sáu thì chị vẫn có thể canh quân này à, gọi là mua cái nền tích lũy ở phía trên còn em thì em đã mua à, uh, em thì em đã mua trong những cái vùng như này rồi à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu này ita ita thì hôm bữa em báo chị mua dưới này đúng không này mua dưới này và mua mua gia tăng vào cây này, này. À, mua dưới này và mua gia tăng vào cây này nhiều anh chị lãi được mười lăm hai mươi hết rồi thì anh chị có thì cứ cầm nha và em nói với anh chị là những cái mà cổ phiếu mà nó bóc cái đầu lên mà nó chạy như thế này á thì anh chị phải nắm giữ thật chặt cho em. Bởi vì đây là cái những cái gì, những cái dấu hiệu của những cái siêu cổ phiếu và những cái dấu hiệu gì? dấu hiệu của những cái mà cổ phiếu nó có tính chất bay bổng và những cái mà cổ phiếu tính chất điên. Những cái mà cổ phiếu nào mà cái bước chạy đà nó càng mạnh á, thì những cái mà cổ phiếu nó sẽ rất là mạnh. Anh chị nhìn này hết AG này. Anh chị nhìn cái mà cổ phiếu nó cứ nó, nó lên này, anh chị nó cứ nó cứ ầm 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 ầm, ầm nó chạy không? nhưng cái bản chất á là nó mạnh là nó vẫn mạnh và nó lên là vẫn lên. Và anh chị ha vàng gì nào có những cái vị thế tốt như em báo đó. nắm thật chặt cho em nó có thể là lên nó chỉnh nó rủ gì đó nhưng mà gì nhưng mà anh chị nào có vị thế tốt thì cứ nắm để nắm hết trên của các cái mặt cổ phiếu còn sau này khi mà những cái mặt cổ phiếu này nó có những dấu hiệu rủi ro thì mình sẽ cầm nhau với gì sau còn trong ngắn hàng thì khi mà những cái mặt cổ phiếu nó có mở gáp này thì mới là nó sẽ có những cái mức rung lắc và điều chỉnh trở lại ok nhưng mà anh chị có vị thế tốt thì cứ cầm điểm mua thì không có đâu nha hoặc là SHC này à, HSC thì hiện tại vẫn đang tích lũy tức là đi lên đi ngang đi lên đi ngang thì chị nào có thì cứ cầm điểm mua thì đợi từ từ đây em sẽ cập nhật với anh chị sau Nói thì nhóm công nghiệp thì gần như để hết điểm mua rồi từ tiếp này ita này rồi kbc này đó, kbc thì có thì cập và KBC thì chỉ có gầm ha về vùng tầm khoảng 35, 36 em mới là về tầm khoảng 35, 36 thì mới là nó sẽ có những cái mức điều chỉnh rũ bỏ thì trên cái vùng này thì khả năng nó sẽ có cái điểm mua số 2 và nó sẽ có khả năng sẽ có điểm mua đánh vượt đỉnh phía sau này anh chị mua vùng này thì vẫn được như em nói với anh chị là anh chị mua vùng này thì vẫn được nhưng mà chị nắm thằng ví dụ nó về tầm khoảng 34 35 á, nhiều lúc nó về vùng này nó chẩn nó rủ tầm khoảng 1 2 tuần á thì anh chị cũng bị sốc ruột. Nên là nếu mà anh chị nào chờ được á thì anh chị cứ cho nó về tầm khoảng 35 36. Rồi về vùng này nó chẩn nó rủ một phát rồi đi lên á thì anh chị đánh từ cái nhịp mà nó rủ xong đánh đi lên trở lên. Thì khi mà chỉ chị mua một phát là đánh vượt đỉnh là ăn ngay luôn thì nó sẽ ok. Còn anh chị mua vùng này thì nó chứ là anh chị mua vùng này vẫn ok với KBC nha. Vẫn được. À. nhưng mà chị nắm là tức là mình sẽ lợi về giá. Mình sẽ lợi về giá nhưng mà mình sẽ mình sẽ bị bất lợi về cái mặt về xu thế của cái cổ phiếu thôi là đó là KBC này hoặc là IDC này ok IDC thì hơi chậm anh chị có hàng thì tiếp tục nắm giữ nha IDC thì hơi chậm thôi ngắn ngắn hàng thì đang về đỉnh cổ thì khả nó sẽ có rung lắc một hai cây đó nhưng không có vấn đề nhóm khu nghiệp thì nó chắc là những cái mà cổ phiếu này gần như để hết điểm mua rồi anh à, cái thằng gác anh vẫn ok thằng gác ngày hôm nay tăng một phần trăm đúng không em mới là ngày mai buổi sáng ngày nay này nó sẽ có rung lắc thằng gác ngày qua đóng trần với một cái vốn rất là tốt sau một cái quá trình tết cùng thì anh chị nói với gác nha với gác buổi sáng ngày mai tầm khoảng hai ba vẫn lấy được nha vẫn lấy được bởi vì em nghĩ là với cái tức là với cái nền tích lũy như này này và cái lực đánh nó như thế này á bởi vì thằng cách là một cái mà cổ phiếu nó có tính nó có một cái tính chất là nó nhảy và cái cá tính của nó một cái mà cổ phiếu cái cá tính của nó rất là thích và vừa vừa qua nó cũng có một giai đoạn nó kiệt vô lâm tầm khoảng tức là em rất là thích cái vùng kiệt vô của cái mà cổ phiếu trước khi đi lên nè tức là những cái mà cổ phiếu nó nổ nó có đẹp hay không nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái vùng kiệt vô như này này Bảo thì ngày mai thì chị có thể lấy một cái điểm mua trẻ với cái mã cổ phiếu này kỳ vọng ít nhất là về 26 nhưng mà nghĩ là thằng 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 nhiệm này nó sẽ nó vượt đỉnh được các nhiệm này nó có thể đánh vượt đỉnh luôn. nhưng mà tạm thời là kỳ vọng về 26 đó. đó bởi vì các cái mã cổ phiếu như khu công nghiệp khác thì nó chạy nó đã chạy tức là nó đã chạy vượt đỉnh hết rồi nên mình là nhịp này thì các nó có thể về nó có thể là vượt 26 đó, 26 là một cái cũng là một cái vùng cản đó ok thì bây giờ mà chị mua vùng từ điểm này mà về 26 thì chị cũng lại được tầm khoảng hơn 10 cũng ok đó nên là chị nào khu công nghiệp thì chị có thể lưu cái thằng cách nha thằng gác mình là ok được nó lặng này nha rồi các cái mã cổ phiếu còn lại thì đợi thêm một hai cây nữa thì mình sẽ cập nhật anh chị sau rồi, tiếp theo là những cái mã cổ phiếu nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thì chị thấy là cái nó 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 khó đánh đúng không? Nhóm dầu khí là một cái mã cổ phiếu rất là khó đánh. Ngày hôm nay thằng BVS đánh vừa cái đỉnh. Thứ nhất là cái đỉnh cái nền ngắn của nó. Và thứ hai là cái đỉnh thời đại của nó. Cái đỉnh hiện tại quanh vùng giá tầm khoảng 40 là cái đỉnh thời đại của thằng BVS anh chị. Thì ngày hôm nay em kỳ vọng với cái mã cổ phiếu này thì nó nổ với một cái vô nó tốt và nó thể giữ được giá tốt. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày hôm nay nó bị nó bị nó bị, nó bị xịt. Thì khi mà những cái mã cổ phiếu mà nó nổ nó bị xịt nó như thế này này thì nó sẽ có hai góc nhìn. Nếu mà ngày mai nó có một cái phiên nổ bù á thì nó sẽ cực kỳ tốt nha nếu ngày mai mà những cái mã cổ phiếu dầu khí ví dụ BVS, BVD, BVC á, mà nó có một cái phiên nổ bù tức là nó nổ ghép lại cây ngày hôm nay vào cái dòng tiền tốt á, thì hai cây này nó sẽ ghép lại còn ví dụ như là ngày mai mà thằng BVS nó tiếp tục nó lên sinh lên sinh á thì nó sẽ tích lũy tiếp à, cái phơn của những cái mã cổ phiếu dầu khí nó nó y chang như vậy tức là cái cách đánh nếu như nào đánh những cái mã cổ phiếu dầu khí là một cái gì giống anh rất là khó đánh lúc mà anh chỉ thấy là nó xấu á, là nó sẽ nổ nhưng mà lúc mà anh chỉ thấy nó đẹp nó nổ là nó sẽ xỉu thì đó là cái tính cách của nhóm này nên là chị nào đang nắm những cái mã cổ phiếu dầu khí thì chị nắm tinh thằng đó để ví dụ khi mình nắm cho nó nó nhẹ đâu còn cái trend của những cái mã cổ phiếu dầu khí thì góc nhìn của em á nhóm dầu khí nó sẽ tạo ra sóng dọc bởi vì ngày hôm nay thì bvc thì em thấy là dòng tiền nó đã vào nó đã đánh dòng tiền nó đã vào nó tham gia nó đã đánh nó đã đánh rất cái nền cái nền này của nó rồi và với dòng tiền này là dòng tiền lớn không có một dòng tiền nào mà nó vô này nó vô cho vui đâu nè vượt cản chéo này vượt đỉnh cổ vượt nền này đó, thì mới là ngày hôm nay thằng BVC nó đã lít nhóm gì nó đã lít nhóm dầu khí rồi với dòng tiền này nó có thể lít thì kỳ vọng trong những cái phiên ngày mai nó sẽ có một cây nổ bù lên phía trên thì nó sẽ kéo được những cái mặt cổ phiếu như BVD, BVS hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BV, BVB theo đã nên là chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu dầu khí thì chị cũng không cần quá lo hoặc là chị nào đang nắm với những cái mặt cổ phiếu như BVS hoặc là BVC anh à, chị cũng xin lỗi chị BVS S hoặc là BVD đó, thì chị cũng không cần quá lo là những cái mặt cổ phiếu này nó sẽ xấu. Bởi vì một cái nhóm mình một cái nhóm ngành á mà có những cái mặt cổ phiếu nó đã đánh, có những cái mặt cổ phiếu leader nó vượt đỉnh với dòng tiền này á thì những cái mặt cổ phiếu như BVS hoặc là BV, BVD đó, sớm hay muộn nó sẽ đi theo BVC. Ok. Nào, nhịp này thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu nhỏ thì đánh phiêu hơn những cái con lớn đúng không? Ví dụ chị nhìn dòng khu công nghiệp đó, những cái mặt cổ phiếu như VGC hoặc là ITA đó, thì đánh phiêu hơn những cái mã cổ phiếu như KBC, GVR hoặc là rồi. Những cái con nền tảng tốt hoặc là những cái con mà nó có một cái một cái size lớn thì thông thường nó sẽ không có phiêu bằng những cái con nhỏ. BVC thì cái size nó hơi nhỏ. Đây là kém cái thì nó cũng khá là phiêu ha. Ok. À, thì nó là nhóm dầu. Nhóm dầu thì chỉ cửa hàng thì cứ nắm nha. Cửa hàng thì cứ nắm. Còn chị nào mà muốn mua thì mới là phải đợi. Muốn mua thì mới là phải đợi. Hoặc là như này nha, hoặc là nếu mà ngày mai đây em sẽ hướng dẫn nếu mà ngày mai mà những cái mã cổ phiếu như BVS mà nó có một cái phiên nổ bù và cái vô nó như này nhưng ngày mai nó nổ buồn mà nó có cái vô như này nó ghép lại thì anh chị có thể mua vào ngày mai luôn vẫn được mua thêm hay là mua mới mình nghĩ là vẫn được luôn tức là mua vào một cái phiên xác nhận trên bởi vì như em nói với anh chị là cái đỉnh này là cái đỉnh thời đại của cái mạng cổ phiếu vé này đỉnh thời đại luôn nha anh chị tức là đỉnh lịch sử đó luôn á khi mà những cái mạng cổ phiếu mà với nền tảng này với nền tảng này mà cái mạng cổ phiếu nó vượt á thì nó sẽ là một cái vùng trời bao la ở phía trên bởi vì những cái mạng cổ phiếu này là những cái mạng cổ phiếu nó sẽ không còn kháng cự lịch sử nữa là nó muốn chạy đâu nó chạy Ok ha, đó nên là những cái mà cổ phiếu như BVS ngày mai có một cái phiên nổ mà vô trong người tàu vào tốt thì chỉ có thể lấy mua thêm hoặc là mua mới và ok luôn. Đó, còn em thì hôm bữa em mua để em đã, em đã mua trong những cái vùng như này. Nhóm dầu khí thì chị đậu trong đó các hàng thì em báo với chị mua rất là sớm. À, ok, đó thì đó là với nhóm dầu. Đó, thì hai nhóm dầu và nhóm công nghiệp thì nó vẫn đang vận động tương đối ổn nha. Đó, dầu và công nghiệp thì vẫn đang vận động rất tích cực. thì chị đậu đang năm. Nhiệm này thì em em rất là theo dõi kỹ với hai nhóm này và hai nhóm này là hai cái nhóm em nói với chị là em, sẽ tập trung chính 60% tài khoản của em thì em sẽ cho hai nhóm này và em nói với anh chị từ tuần trước chứ à, không phải bây giờ mới nói thì vận động của các cái mã cổ phiếu nó vẫn tương đối ổn nói chung là em hơi lo những cái mã cổ phiếu dầu khí vẫn ngày hôm nay nó nổ xịt thôi nhưng để xem thì ngày mai thì nó sẽ có cái dòng tiền nó như thế ok thì tạm thời thì em thì mới lại em em ăn tức là tạm thời em thấy là khá là ok bởi vì ngày hôm nay BVC nó vẫn vừa được cái 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 mức độ tăng điểm tốt và cái vô ngày hôm nay BVC rất ok nha vô ngày hôm nay BVD với là BVS thì nhìn chung thì nó cũng không có quá lớn đó. nó cũng chưa đạt để một cái phiên xác nhận mà vào sống cực kỳ mạnh mẽ đâu nhưng mà nghĩ là BVC ngày hôm nay rất là ok vô này là vô cực kỳ tốt rồi rồi thì đó là những giờ. Đó thì nếu anh chị lưu ý thì anh chị lưu ý BVS vào ngày mai. Và ngày mai là sẽ là một cái phiên quát rất là quan trọng. Thì nếu anh chị nào canh thì ngày mai nó bù vô ok thì anh chị có thể lấy được nha. Rồi thì đó là những cái mã cổ phiếu hai nhóm chính thì em đã cập nhật với xuyên suốt với anh chị trong thời gian vừa qua. À, là dầu khí và là khu nghiệp. Rồi tiếp theo làm sẽ đi qua về một số nhóm ngành khác ha. À, nhìn qua nhóm chứng khoán trước đây. À, nhóm chứng khoán thì à, em đã nói với anh chị rất là sớm từ các cái điểm mua. Ví dụ điểm mua của những cái mã cổ phiếu vít dưới này, hoặc là điểm mua những cái mã cổ phiếu ra dưới này, hoặc là điểm mua những cái mã cổ phiếu như thằng gì, thằng à, VNĐ à, VND hoặc là gì ORS ở phía dưới tức là những cái những cái mã cổ phiếu dầu những cái mã cổ phiếu chứng khoán trong dịp này á, thì em không có báo chị mua điểm nổ em chỉ bán chị mua ở nền thôi bởi vì những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì em đã xác định làm đến ngắn thì em sẽ không mua điểm nổ ok à, nhưng mà nhiều nhiều hỏi là đạt ơi ví dụ như là khi mà những cái mã cổ phiếu rung lắc hiện tại thì anh chị có thể anh chị có thể mua mới được không em thì em đã giao vẫn được em đánh giá với anh chị vẫn có lãi ví dụ như em nghĩ là anh chị khi mà chị mua về vnd quanh vùng này nó về tầm khoảng 24 25 anh chị vẫn có lãi từ 5 đến 7 phần trăm vẫn có thể được nó chỉ không bằng những người ở dưới thôi nhưng mà chị mua vùng này vẫn ok và cái điểm này gọi là điểm mua trẻ điểm mua trẻ là gì là nó sẽ không, không ngon gì nó sẽ không ngon về cái mặt về vùng giá cũng như là sẽ không không ngon về cái mặt về 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 vấn đề về T+. cộng đó. nhưng mà em đánh giá với anh chị là vùng này ví dụ ngày mai buổi sáng mà các cái mạo cổ phiếu nó rung lắc thì anh chị vẫn có thể lấy được với VND cũng được rồi với uh, vít, hay là ví dụ vít những cái mã cổ phiếu như ORS này hoặc là những cái mà cổ phiếu những cái anh chị nên lấy những cái mã cổ phiếu nào mà ngày hôm qua nó nổ tốt á. ví dụ những cái mã cổ phiếu ngày qua nó nổ tốt thì có những cái mã cổ phiếu như như này oh, ví dụ như AGR này à, ví dụ như anh chị nào muốn mua mới những cái mã cổ phiếu chứng khoán mọi điểm mua trẻ anh chị nên chọn những cái mã cổ phiếu nào mà ngày hôm qua nó nổ tốt đó. À. bởi vì cái xung lực và cái lực đánh của những cái mã cổ phiếu ngày hôm qua nó sẽ quyết định được là cái mã cổ phiếu tức là cái mã cổ phiếu ở cái những cái phiên sắp tới nó có thể là nó rướng tức là nó có đẩy lên được hay không thì những cái mã cổ phiếu AGR là những cái mã cổ phiếu chỉ có thể lưu ý này đó, hoặc là BSI này đó, rồi BVS này CTS với FCS ngày qua nổ không đẹp anh à, chỉ có thì cứ cầm nha nhưng mà à, hoặc là MBS cũng ok này rồi uh, VDS này đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu như VIT này hoặc là VND này nào ví dụ anh chị nào muốn con lớn thì có thể canh vnd À, con vừa vừa nhỏ nhỏ thì có thể canh viết với EGR thì ba con đó là ok rồi còn anh chị nào có các cái mặt cổ phiếu nào thì cứ nắm cái mặt cổ phiếu đó kỳ vọng nhịp này của những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì mới là nó có thể về lại đỉnh cũ hoặc là về quanh đỉnh cũ nha à, thì anh chị có thể lưu ý điểm đó nào còn mua mới thì em đánh giá với chị là mua mới ngày mai nó sẽ không ngon nhưng anh chị em nghĩ anh chị vẫn sẽ có lại được với những cái mặt cổ phiếu dòng chất ok còn các điểm mua thì anh chị nào theo dõi kênh em biết các điểm mua bán gì chứ này này chứ không phải bây giờ mới nói đâu nha đã, chứ nhiều lúc anh chị vào sao nó ăn đạt nó không cho mua ở dưới cũng khổ <laughs> ok Đã. thì anh chị nào muốn những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì anh chị có thể mua vào giá đỏ em nói buổi sáng ngày mai là các cái mã cổ phiếu không tăng đâu bởi vì với thị trường ngày hôm nay thì cái tâm lý đầu buổi sáng ngày mai là thị trường gì là thị trường nó vẫn còn sợ đó, với tâm lý ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay thì nghĩ là buổi sáng ngày mai là thị trường tâm lý nó vẫn sẽ còn nó vẫn sẽ còn sợ sợ thì ngày mai mà nó rung lắc thì anh chị có thể canh lấy đầu buổi sáng tầm khoảng mở buổi sáng mở mắt ra tầm khoảng chín giờ mười lăm chín giờ hai mươi là anh chị có thể canh lấy được rồi ok nha bảo uh, VND với là VIX. Nó và kỳ vọng ví dụ AGR thì kỳ vọng về tầm khoảng 18. Ờ VND đúng không? VND tầm khoảng 2 24 25 hoặc là thằng VIX này. Nó viết về lại tầm khoảng là 19 năm 20 về lại trên này. Nó thì về trên này thì anh chị kỳ vọng đừng có nhiều. Ví dụ kỳ vọng tầm khoảng 5 7% ao là vừa. Ví dụ những người mua chỗ này người ta có thể kỳ vọng tầm khoảng là 10 12%. À, nhưng mà khi mà chị mua chỗ này thì anh chị kỳ vọng tầm khoảng quanh 7% 8%, 8 là ok rồi. Ok nha. Đó thì đó là với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán. Rồi những cái mặt cổ phiếu dòng bóng sản Bóng sản ngày hôm nay có những cái mặt cổ phiếu nhóm uh, Nhóm bóng sản Bình Dương đó, Ngày hôm nay thì như có một số cuộc họp gì có liên quan đến về Quy hoạch hoặc là cho phép Về xây dựng về một số các cái khu Của bóng sản Bình Dương đó vậy. Thì ngày hôm nay một số những cái mặt cổ phiếu bóng sản Bình Dương Thì có EJC này Có BCM này Có PDC này đúng không? Đúng rồi ba cái mặt cổ phiếu ở Bình Dương. Thì những cái mặt cổ phiếu này có những cái mức tăng trưởng rất là mạnh. Thì thật ra cái bản chất của những cái mặt cổ phiếu là những cái mặt cổ phiếu nó có câu chuyện và nó có những cái thông tin ngắn hạn nó bổ trợ hoặc là những cái mặt cổ phiếu đất xanh thì nó cũng có một cái thông tin là về phát hành thêm đó. thì những cái mã cổ phiếu này cũng có cái thông tin hỗ trợ bổ trợ thêm những cái mã cổ phiếu trong ngày hôm nay. Còn về cái mặt vận động thì những cái mã cổ phiếu bóng sẵn ngày hôm nay thì đa phần những cái mặt cổ phiếu nó lên sình quanh tham chiếu là chính, chứ cũng không có mặt có không có những cái mức tăng quá mạnh. Đó thì nếu chị nào quan tâm những món sẵn thì chị có thể theo dõi DG. Đó rung lắc tầm khoảng buổi sáng ngày mai. Đó BD BDG BD, ok nha. Đó, hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì, hoặc là những cái mã cổ phiếu như HDC thì làm giá vẫn được. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như sale thì nằm giá là vẫn ok. HDC xe với lại DG. Em thì em nhìn thì em thích em thích đồng DG nhất bởi vì đồng DG thì nhịp này thì nó nó giữ được giá. À, nhưng mà nghĩa là những cái mã cổ phiếu như sale hay là HDC thì em nên giá là vẫn đi lên được Nên là chị nào có quan tâm với những cái mã cổ phiếu bóng sẵn thì trong buổi sáng ngày mai Thì canh những cái nhịp rung lắc đầu phiên thì chị vẫn có thể lấy Rất nhiều những cái mã cổ phiếu hiện tại chị lấy Ok nha Để em nhìn qua một lần nữa nha à, Nhưng mà trong cái buổi tối ngày hôm qua thì em view sẵn với anh chị là HDC, DG với lại sale đúng không à, à, Đó, ban đó, ngày hôm nay nổ rồi ok đó thì em nhìn thì em thích em thích đi rồi à, em thì nếu mà em chỉ chọn một nhóm một cổ phiếu thì em sẽ chọn đi rồi à, nhưng mà chỉ có thể theo dõi là HDCDG với lần sell thì quanh vùng này rung lắc buổi sáng ngày mai thì vẫn là một cái vùng mua phù hợp uh, với những cái cổ phiếu này à, nhưng mà à, đó là đó là bóng sản và là chứng khoán thì hai nhóm mà mà chỉ quan tâm mà nhưng mà nếu mà em chọn thì em vẫn thích nhóm chứng khoán hơn nếu em chọn thì em vẫn thích nhóm chứng khoán rồi hơn, hơn là bóng sản à, và trong dòng bóng sản thì em sẽ thích DG nhất ok đó, thì anh chị nào cân đo đong đếm À, và em đánh giá với anh chị là trong buổi sáng ngày mai á trong buổi sáng ngày tức là buổi chiều ngày hôm nay rung lắc buổi chiều ngày hôm nay và trong buổi sáng ngày mai nó là sẽ là một cái điểm mua ok rồi à, với cái một số các cái mã cổ phiếu anh à, chị đừng có chờ cái mã cổ phiếu nó chỉnh quá lâu nó rung lắc quanh cái vùng này là có thể canh mua được rồi rồi thì đó là những cái mã cổ phiếu bất động sản và chứng khoán à. à đầu tư công đi. đầu tư công là một cái nhấn mạnh em hôm bữa thì em có nói với anh chị á là em sẽ tức là hôm bữa thì em mua thằng nam kim này này thì hôm bữa thì em có nói với nhiều anh chị khách hàng của em là cái nhịp này em sẽ lưu ý nhóm uh, dầu khí khu công nghiệp với lại thép nhưng mà khi mà nam kim nó bị kéo bị nó bị lỏng và nó dao động lỏng á là em em đã đảo nam kim rồi à. tức là em không qua quan bán nam kim gần mượn trăm á em bán nam kim rồi à, và em đảo qua nhóm đầu tư công đó và em thì em góc nhìn của em thì em vẫn nghĩ là nam kim nó nó dao động bị nó bị lỏng quá thì những cái mà cổ phiếu nó dao động nó bị lỏng này thì nó sẽ kìm hãm cái đà đi lên của cái cổ phiếu lại đó nên là như nên là như với những cái mà cổ phiếu nam kim á thì em đánh giá vậy em thì em sẽ không tư vấn với chị mua đó, về về mặt về ôm sau này mà có những cái điểm mua mà ok thì em sẽ cập nhật với chị sau nhưng mà năm kim thì bây giờ tiền nếu mua thì nó sẽ rất là khó. Anh chị, anh chị nào có hàng với cái mã cổ phiếu này thì lưu chặn lại giúp em quan tầm khoảng 23 nha. Nó gãy vùng này thì anh chị xử lý nha, trong ngắn hạn. Rồi, Hose, Hose thì anh chị lưu ý nè, là trong buổi ngày qua là vô nó đã vào. Vô vào nha, buổi ngày qua vô vào. Rách cái vùng cản này. Và ngày hôm nay là nó cố gắng nó nổ bù nhưng mà nổ bù không được. Thì anh chị lưu là cái móc chốt chặn với cái mã cổ phiếu này quanh cái gáp ngày qua là quan tầm khoảng 21.7. Nếu mà cái mã cổ phiếu mà gãy về 21.7 thì anh chị ao nha. À bởi vì khi mà cái mặt cổ phiếu nó gãy vùng này á, cái mà cổ phiếu nó sẽ quay trở lại thì khi mà chỉ cầm cổ phiếu nó sẽ rất là lâu Mã sẽ rất là lòng. Rồi, VGS, VGS chẳng 23 nha anh chị, về cái chẳng 23. Nó giống như thằng Nam Kim á. Nam Kim chẳng 23 này, V cộng VGS cũng chẳng 23 này. Rồi Hoa Sen đúng không? Hoa Sen là tầm khoảng 21.6. Rồi với Hòa Phát Họ phát thì mới là hiện tại thì nó vẫn đang lên trên em là họ phát ngắn hạn thì nó sẽ quanh biên quanh cái vùng biên là tầm khoảng 26 đến cái biên là tầm khoảng 20 mươi hai mươi hai em là ngắn này sẽ vận động quanh biên này thì với góc nhìn hiện tại thì hôm bữa thì em có nó nói gì rồi không phải là em chơi nhóm thép đâu em nói thẳng với anh chị anh chị có nhớ vào cái này không anh chị có nhớ vào cái này không khi mà thằng nam kiếm nó còn tăng nha anh chị có nhớ video em có nói thẳng với nhiều người khách hàng và trong cái video em có nói gì là nam kim nó giao động nó hơi lỏng Nghĩa là sao? Nghĩa là nó dao động lỏng nó chỉnh có một cây mà lên nó kéo vôn 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 như này á thì nó bị quá lỏng. Thì cái này này nó sẽ kim hãm cái mạng cổ phiếu lại luôn. Bởi vì cái mạng cổ phía nó bị dao động tức là cái cung cầu nó bị hỗn loạn quá. Đó. thì em nghĩ là nhóm thép trong cái nhịp sắp tới, tức là trong tầm khoảng 2 3 tuần sắp tới em nghĩ là nhóm thép nó phải cần một thời gian gì nó tích lũy lại. Đó. nên là nhóm thép là nó sẽ là một cái nhóm em em để dành gì, để dành cho anh nhịp sau. Kể cả đánh gì, kể cái đánh ngắn hay là kể cái ôm theo trên thì em sẽ không lựa chọn nhóm thép trong nhịp này ok em nói rõ quan điểm của anh chị và em cũng không nói là cái mã cổ phiếu này nó sẽ giảm mà có thể là đi ngang tích lũy và mà anh mình em nghĩ là nếu mình mua thì nó có thể bị chôn vốn chẳng hạn ok với nhóm thép à rõ ràng như vậy chia sẻ quan điểm của anh chị à, bởi vì hôm đó là em còn nắm cái cổ phiếu này và hôm qua thì em bán thằng nam kim nó vẫn còn lại nha cho nó không lỗ nha đó, nhưng mà em đánh giá khách quan chứ không phải là mình mình không mua cổ phiếu đó là mình chơi cái mã cổ phiếu đó hoặc là gì hoặc là mình mua cái mã cổ phiếu đó mình khen cái cổ phiếu đó không phải như vậy mình sẽ rất là gọi là rất là công tâm mình có sao nói vậy ok ha ok rồi right, đó là những cái mã cổ phiếu dùng thép. Rồi right, tiếp theo là những cái nhóm ngành một cái nhóm ngành em mà em mua để thay cho những cái mã cổ phiếu dùng thép đó là những cái mã cổ phiếu đầu tư công. Đó, như vậy thì hôm bữa thì ngày qua em đào thêm bắt đầu tư công thì em sẽ đánh giá qua anh chị về một số những cái mã cổ phiếu. Và em đang anh đánh giá là với những cái mã cổ phiếu đầu tư công thì các cái mã cổ phiếu nó vẫn sẽ còn xuất hiện điểm mua nha. Điểm mua rẻ. Đó, đầu tiên là các quanh vùng này anh chị vẫn có thể lấy. Quanh vùng này vẫn có thể lấy nha anh chị. Bởi vì ngày qua nó nổ này, ngày hôm nay vẫn giữ được giá này. Và ngày hôm nay em đánh giá với tức là em có nhìn qua về một số các cái nhóm ấy tức là em có nhìn qua về vận động về một số nhóm thì em thấy là những cái mà cổ phiếu đầu tư công đó, nó có cái mức dự giá rất là tốt ví dụ BLC ngày hôm nay tiền tiếp tiếp tục vào đánh này hoặc là C4G hoặc là những cái mà cổ phiếu như VCG hoặc là KB hoặc là LCG nó có những cái mức dự giá ok tức là nó không chỉnh quá nhiều đó, nên là những cái cổ phiếu này những cái mà cổ phiếu có để ý thì những cái mà cổ phiếu nó có một nó đã có một cái quá trình rũ bỏ tương đối tốt rồi và nó có một cái phiên dòng tiền rất là tốt và ngày qua là có VCG đi lên này VCG ngày qua nổ trần cứng này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như HV này, đó, HV cũng lên khá là tốt. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng BLC thì ngày qua nổ vô tốt rồi thì những cái mặt cổ phiếu đi lên như này thì anh chị có thể bỏ à, nhưng mà những cái mặt cổ phiếu còn lại thì anh chị có thể lưu ý anh chị có thể canh nha ví dụ nó nó nói chung một cái phơm thôi tức là ví dụ như là nó chung một cái phơm là gì là đi ngang này rủ bỏ cân bằng thì thật ra nếu mà điểm mua đúng điểm mua đúng là anh chị phải mua như này hoặc là anh chị phải mua mua vào mua, mua, sớm tức là mua sớm vào buổi sáng ngày hôm qua ví dụ trong buổi sáng ngày hôm qua thì có báo nhiều chị khách hàng em lấy đầu buổi sáng ngày qua luôn tầm khoảng tăng một phần trăm là đầu buổi sáng báo đó. buổi sáng ngày qua thì nếu anh chị mua đúng thì anh chị một là mua này hay là mua đầu buổi sáng ngày hôm qua đã à, còn trong cái vùng này anh chị vẫn anh chị vẫn có thể mua nhưng mà nó mua hơi trẻ giúp nhưng mà anh chị cũng không không cần quá lo thì FCN quanh vùng này anh chị vẫn có thể lấy 14 6 14 7 à, hoặc là gì hoặc là LCG quanh tầm ở 12 năm vẫn có thể lấy nha anh chị LCG FCN rồi gì à, VCG nếu mà nó chỉnh nếu mà nó có bác nếu mà nó có bác về tầm khoảng hai gần 24 thì chị có thể lấy còn nếu chạy thôi bạn đó, nhưng mà nghĩa là VCG tầm khoảng 2. Anh chị không cần chờ về 24 đâu. Mà tầm khoảng 24.3 là chị có thể lấy rồi. Bởi vì ngày hôm nay nó có mở một cái gáp nhỏ. Ngày hôm nay nó có mở một cái gáp nhỏ này. Thì ví dụ nó về nó lắp lại cái gáp này tầm khoảng 24.2. Thì anh chị cái tầm khoảng 24.3 nhiều lúc là nó về nó nhúng nhẹ trong phiên nó kéo lên. Đó thì anh chị cũng có thể lấy được rồi. mà nhưng mà VCG thì đặc tính của nó là nó hơi hiền chứ. nhưng mà anh chị vẫn có thể lưu ý ví dụ VCG này. Đầu tư công thì thấy nó có rất nhiều con mua nha. VCG này, rồi KSB này, rồi gì? À, rồi uh, FCN này, LCG này. Còn C4G với lại G36 thì em thấy là nó bị chậm mà những cái con chậm chậm thì chị không lưu ý hoặc là có thằng C2 thì mới là cũng được nhưng mà C2 thì nó ngày hôm nay nó dao động cái vô nó hơi lớn với lần C2 thì trong cái vùng này thì dao động nó hơi lỏng xíu nhưng mà nếu chị thích C2 thì cho đồ này vẫn có thể là vùng mua à, nhưng mà em thì em nhìn em nhìn vận động về một số cái cái mã đó thì em thấy là có thằng cát B ok này cát này uh, VCG này FCN với là thằng LCG đã bốn mã đó để em nhìn CTD xem hút full ni phơm chan như vậy em không không thích hút cho lắm em không thích hút cho lắm để em có nhìn ctd coi <laughs> Ok, đây, em sẽ hướng dẫn các anh chị với cách mua CTD nha. CTD như này này. CTD Mỹ là nó cũng sẽ sắp xuất hiện điểm mua và và em cũng đánh giá với CTD nếu mà nếu mà nó 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 nó, nó rủ xong mình hướng đi lên được thì nhịp sau cái mạc cổ phiếu này cũng nó cũng suy tương đối mạnh thì chỉ đấy cái mạc cổ phiếu này nó vừa trải qua một cái một cái mô hình hai đỉnh ngắn hạn đây là hai đỉnh ngắn rồi cái mạc cổ phiếu nó gãy nền và nó gãy nền rủ và nó quay về lên thì nó cũng đã cái nó cũng đã hoàn thành cái quá trình gãy nền rủ của cái mạc cổ phiếu này nó cũng tức là nó cũng đã hoàn thành cái quá trình một cái phương gãy nền rủ với cái mạc cổ phiếu này cũng rất là đẹp thì thông thường khi mà một cái mạc cổ phiếu cái này nó quá ngắn mà nó nổi lên đó, thì nó sẽ rủ lại thì cái mạc cổ phiếu này sẽ đánh một cái dạng gì vòng cung hướng đi lên nó sẽ này nó sẽ làm vòng cùng hướng đi lên nha đó thì anh chị có thể canh mua như thế nào đầu tiên á, là anh chị có thể canh nó rủ xong tức là trong một hai ba phiên sắp tới nó rủ nào mà không biết nó sẽ rủ tầm khoảng như này này nó sẽ rủ đó thì anh chị canh một cái nhịp rủ xong á tức là nó, nó, nó chưa cần vừa cái đỉnh này đâu nó chưa cần vừa cái đỉnh nha. mà chỉ canh mà nó nhịp rủ xong á mà vô nó thấp nha vô nó thấp về gì và nó có một cái phiên test cung trong cái vùng này trong cái phiên nào cũng được nó có phiên test cung trong cây này cái này hoặc là trong cái vùng nào cũng được là anh chị anh chị vô chỉ 5 năm mươi trong cái vùng đá đây rồi khi mà cái mã cổ phiếu đánh vượt cái vùng này, vô vô vào thì anh chị có thể đánh gia tăng thêm. Thì đó là cách mua nhịp số 2 với cái mã cổ phiếu CTD. Cái này là nhịp 1. Và cái này là nhịp 2. Và sang CTD cái form hiện tại là cái form gì? Tích lũy quanh kháng cự. Xin lỗi gì? Tích lũy quanh hỗ trợ chứ. Tích lũy quanh hỗ trợ. Thì các anh chị thấy trong cái nhịp qua này là nó về nó test lại cái cản đỉnh cũ này. Và nó về nó test lại cái cản chéo mà anh chị nhìn này là nó có một cái kênh à, là nó về nó test là quanh chỗ này này. Và chị thấy nó test rất là thành công không? Thì cái mã cổ phiếu này cái bản chất nó đã test đỉnh thành công rồi và cái bản chất nó đã test hỗ trợ kênh giá thành công rồi và em anh một cái điểm em thích với cái mã cổ phiếu này là cái xung lực của cái mã cổ phiếu này rất là mạnh đó. thì hiện tại nó nổ này thì nó sẽ có một cái form gì vòng cung hướng đi lên tức là đi ngang rủ bỏ nổ lên rủ lại nữa thì qua cái nhịp rủ đó sắp tới anh chị theo dõi hai ba phiên tới nó sẽ có một gì anh chị vô thấp và nó sẽ có rủ rủ vô, này, này thì chị vô năm và các cái điểm vượt đỉnh vô vàng thì chị gia, gia tăng năm mươi còn lại ok đã thì nó sẽ là cách mua của ctd và em đánh giá với anh chị là ctd á, nếu mà chị mua ok và cái mặt cổ phiếu này vận động tốt á, thì anh chị có thể ôm trên nha bởi vì em đánh giá với một cái nền tích lũy này, nè và với một giai đoạn mà nó nó đã test đỉnh thành công á, thì giai đoạn phía sau thằng ctd nó sẽ rất là ngon đó. anh chị có thể ôm theo trên được cũng không cần đánh ngắn đó. có thể ôm theo trên rồi. nào ví dụ ôm theo trên thì anh chị có thể kỳ vọng ở tầm khoảng tám mươi về là quanh đỉnh cũ thì vẫn có luôn nha em vẫn thấy đánh giá vẫn được á bởi vì cái nền tảng của thằng ctd nếu mà tính từ chỗ này á, nó tích lũy từ tháng năm Tháng 5 bây giờ là tháng bao nhiêu? Tháng 5 bây giờ là tháng 11. Ví dụ 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là 7 tháng. 7 tháng. ha, 7 tháng và cái điểm cộng của thằng CTD là nó có một cái bước chạy đà rất là tốt. Tức là cái cái bước chạy đà của cái mã cổ phiếu nó sẽ quyết định được là cái mã cổ phiếu nó cái thế đánh nó có tốt hay không. Nó giống như khi mình đề ba Ví dụ như khi mà chị đi lên dốc mà cái bước chạy đà mình chị tốt á thì cái thế của chị đi lên dốc nó sẽ tốt. Hoặc là khi mình chạy chạy xe ví dụ như mình đề mình đề ba mình rít cái số 1 á mà nó ok À, thì khi đó mình lên số 2 mình lên số 3 nó rất, rất là gọn còn khi ví dụ xe lên số 1 mình chỉ cả ý, mình lên số mình số 3 mình khi mình giảm số thì thấy nó, nó nó bị cân cân đó. thì cái cổ phiếu nó cũng như vậy khi một cái mà cổ phiếu từ cái nền giá mà cái mà cổ phiếu nó có một cái bước chạy đà nó ầm ầm như lên như này thì sẽ tạo được cái thế độ tốt cho cổ phiếu đó nên là nếu mà CTD nó tạo một cái phơm đúng như em nói nha thì chỉ có thể ôm theo đen được luôn cũng không cần đánh ngắn có thể ôm theo ren được rồi ok, đó thì đó là cái vận động em muốn đánh giá với chị với cái mã cổ phiếu Satellite, Đó thì nhóm đầu tư công thì một qua một nhìn qua một số các cái mã cổ phiếu này. Đó thì mấy anh chị nào chú ý nhóm chứng với lại nhóm uh, bất động sản với đầu tư công thì cũng ớn Như hồi nãy em nói như là cũng rất là nhiều cái cổ phiếu đúng không? Nhìn qua nhóm cạn biển, nhìn qua nhanh thôi, cạn biển chưa có điểm mua. Cạn biển là bởi vì những cái mã cổ phiếu nó tăng mà nó hở gáp thì không có điểm mua nha. Rồi dịch may nè, dịch may thì em thấy là chậm. Nhà dạ, dịch may ghi này đi lên rồi. Này ở dệt may ghiu thì không too ổn mà nhưng là với mà Giu đi lên này thì những cái mà cổ phiếu như tlg hoặc là vgt nó sẽ mờ mờ lên theo á nhưng mà dệt may thì những cái mà cổ phiếu nó nhỏ quá em không thích lắm <laughs> rồi nhìn qua nhóm thủy sản như này. thủy sản này IDI này à, IDI ngày hôm nay lúng nó test hơi sâu như vậy. những cái mà cổ phiếu nào á mà ngày hôm nay chị thấy mà nó test lại quanh tức là nó nó giữ được quanh cái gia vốn ngày hôm qua đó, thì nó sẽ mạnh nha nó sẽ tốt còn IDI ngày hôm nay nó nó test hơi sâu chứ nó không ngon lắm. Nà, nó nó cũng giống như đầu tư công á ví dụ thằng LCR ngày hôm nay chị thấy là nó giữ được quanh giá vốn luôn thì nó là mạnh còn những cái mà cổ phiếu ngày nay tết sâu quá thì nó sẽ không ngon có thằng vsc lên được này à, nếu anh chị nào muốn theo dõi thằng, thằng nhóm thủy sản thì chị có thể canh nv nha nếu anh chị có quan tâm có thể canh nv đánh về tầm khoảng ba ba tư ba ba nếu anh chị có quan tâm Đó, nv mới là đổ này nhóm này thì có nv ok nhất rồi à, nhóm uh, dầu khí nó rồi đúng không ngân hàng thì em sẽ đánh giá đâu bán lẻ như này frt dc world Dijon anh em nghe qua họ gáp chắc có thể là quay quay về là gáp điểm mua thì chưa có điểm mua con này thì chưa có chứ khả năng thì nó sẽ đánh xe quay đó. chưa có điểm mua đâu bé thì cũng không có điểm mua này à, rồi phân bón này. DGC DGC tiền ngày qua nếu mà nó vô mà ok vào là ok thì mới là được nhưng mà với em em đang đánh giá với chị là sẽ nếu chị mua quanh vùng này thì đánh giá vẫn ổn nhé nếu chị có quan tâm nhóm nhóm hóa chất thì nó giá bởi vì cái nền này của thằng DGC này, này em tiếc là ngày hôm qua thì cái vô thằng DGC nó hơi thấp nếu mà ngày hôm qua mà cái vô DGC mà nó ổn mắt thì nó sẽ ok bởi vì ngày hôm qua nếu mà lật mà vô nó vào tốt thì khi mà nó giữ giá ở dòng phía trên thì nó sẽ đánh tiếp được còn về cái mặt vận động thì nó giá cái vùng này vẫn là vùng mua với thằng DGC nhưng mà nó bị một cái là cái vô nó nó hơi kép nên là nếu chị mua cái vùng này thì nếu mà lắp lại cái cây ngày hôm qua đó thì chị bán nha không cần cắt lỗ quá lắc sâu đâu mà chỉ cần lắp lại cái ngày hôm qua anh chị lỗ tăng khoảng ba là anh chị bán rồi anh chị mua vùng này vẫn được nha ok đạm cà mau đạm, đạm cà mau đạm phố Mỹ ngày hôm nay tết thôi sao nên mình là nhóm hóa chất ok nhất là dgc rồi đó, thì điểm qua một số như vậy à, nhưng mà như em nói chỉ là nếu mà chị ưu tiên á, tức là ngoài nhóm dầu khí và khu công nghiệp là ôm thì, ôm chính rồi thì một nếu mà những cái mã cổ phiếu mà bên ngoài á, thì theo góc nhìn của anh thì chị nên ưu tiên đầu tư công tức là ví dụ như là dầu khí và khu công nghiệp là ok các vị thấy ok rồi thì cấm nắm giữ nha trên các cũng nhưng mà cái nhóm mà nếu chị ưu tiên ở bên ngoài á, tức là nếu mà ưu tiên các cái mã cổ phiếu khác thì mình là nên ưu tiên đầu đầu tư công sau đó đến chứng khoán sau đó đến bất động sản là rất là công ưu tiên đầu tiên sau đó đến chứng khoán này rồi sau đó đến bất động sản rồi đến những cái mặt cổ phiếu lẻ tẻ ví dụ một số những cái mặt cổ phiếu lẻ tẻ ví dụ như NV của nhóm thủy sản hoặc là DGC của nhóm hóa chất đó hoặc là gì đó gì đó hồi nãy em đánh giá với anh chị à, một số các cái mặt cổ phiếu hoàn là như vậy thì anh chị có thể là theo dõi để như qua nhóm thịt heo như nào Đa Dabaco với HAG thì chỉ có cứ cầm thôi điểm mua hết rồi. Mấy này hết điểm mua nha. Ừ. BS thì nó hơi bơ cung nhưng mà em đánh giá con này nó cái nền này là nếu mà nó nổ nó cũng sẽ lên đó nhưng mà con này hơi nhỏ con này nếu chị quan tâm thì nó cũng được em nếu chị có quan tâm con này thì nó cũng được nhưng mà con này thì hồi xưa vậy em không có nhìn lắm nhưng mà em thấy là cái mặt cổ phiếu này có cái quá trình rũ bỏ mà kiệt volume như thế, thì em đánh giá là có rất là có thể dễ nổ nha nó có thể nổ theo dòng của nó đó. nếu chị quan tâm dòng thì heo thì có thể lưu ý BF đó thì vận động một số cổ phiếu như vậy để chị có thể nắm qua ngày hôm nay cũng là cái video cũng rất là đầy đủ để cập nhật với anh chị rồi đó thì như hồi nãy em có nói với anh chị điểm lại một số tinh thần chính nha như hồi nãy em có nói với chị là em thấy là Uh, một cái điểm tức là khi mà chị giải quyết được vấn đề về cái bài toán về cái mặt tâm lý và cái mặt về kỳ vọng của mình trong cái nhiệm này á thì anh chị sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề là gì là anh chị nắm thẳng luôn cho em nhiệm này là nó sẽ khó khó là gì khó là thị trường nó lên nó chỉnh hoặc là nó lên đi ngang hoặc là nhiều lúc nó đi nó chỉ đi ngang thôi hoặc là gì hoặc là nếu mà tốt thì nó sẽ lên lên xíu rồi nó chỉnh ví dụ là lên một phiên nó chỉnh một phiên hoặc là lên một phiên chỉnh hai phiên cũng được tức là cái tinh thần về cái mặt thị trường là gì là nó sẽ lình chỉnh về cái mặt điểm số chỉ cần là gì chỉ cần nó không giảm quá mà nó không giảm sàn sàn rồi vô nó ô, nó vô nó quá lớn là ok còn thị trường anh chị anh chị nắm thằng cho em là gì là thị trường nó sẽ lình sình nó đi ngang hoặc là nó không tăng không nhiều thì mình làm mình vẫn chơi được cái thứ hai là gì cái thứ hai là cứ tập trung vào các cái mảng cổ phiếu mạnh cho em khu công nghiệp mạnh hoặc là những cái mảng cổ phiếu dầu khí rất là mạnh thì chỉ có hàng thì cứ giữ nó và những cái mảng cổ phiếu còn lại nó cũng có những cái điểm bích những cái điểm đánh ok Đó, thì em nói với chị là trong cái buổi chiều ngày hôm nay cũng là trong buổi sáng ngày mai á thì nó sẽ là những cái điểm mua ok nhất à để anh chị có thể anh chị có thể mua còn từ ngày mai em ví dụ như từ ngày mai mà những cái mã cổ phiếu em ví dụ nha từ ngày mai mà những cái mã cổ phiếu như lcg ksb mà nó kéo á, thì không còn điểm mua nữa hoặc là từ ngày mai mà những cái mã cổ phiếu như agr hoặc là vnd hoặc là vit mà nó kéo á, là nó sẽ không còn điểm mua nữa ngày hôm nay em cho anh chị điểm mua là cái điểm mua trẻ rồi em nói thẳng là điểm mua trẻ nha nên là ví dụ anh khi mà chị mua mà anh chị có lại ít thì cũng đừng có trách đạt họ có ví dụ như là mua mà cái mã cổ phiếu đất linh thì cũng đừng có trách em bởi vì các cái điểm mua ngon nhất lãi ok nhất thì em đã báo với chị từ tuần trước rồi ok đã nên làm mới dùng từ trẻ đã thì em nói với chị là mình trẻ nhưng mà mình vẫn cũng phải mua vậy bởi vì thị trường nó chỉ vừa mới đi lên thôi trẻ thì cũng phải mua ví dụ như này đi đây à, ví dụ như là khi mà chị không mua được ở dưới này không mua được cây này á, thì trong những cái vùng này trẻ cũng phải mua anh à, chị không bởi vì sao bởi vì trong cái vùng này khi mà chị mua vào những cây những cái như này á, thì cái mặt cổ phiếu nó vẫn lên mà. đâu có vấn đề gì đâu à, nên là trẻ cũng phải mua chỉ chỉ là cái mặt về kỳ vọng về thị trường và kỳ vọng của mình với cái cổ phiếu đó, nó ít lại để cho cái quá trình khi mà chị nắm giữ các cái mặt cổ phiếu đó, nó không bị gì nó không bị quá gì quá kỳ vọng mà mình bị thất vọng. Ok, đó thì em cập nhật với anh chị một số các thành như vậy để anh chị chủ động trong cái vấn đề về du lịch. Còn nếu chị muốn đồng hành cùng trong cùng em trong room khách hàng đó, bởi vì trong room khách hàng thì em cập nhật các tinh thần của anh chị trong room rất là kỹ, ở trong rất là kỹ. Đã thì em cập nhật với thị trường nó như thế nào hoặc là các cái mặt cổ phiếu nó vận động ra sao, thị trường nó vận động là thì em sẽ cập nhật trong phiên. Thì nếu chị muốn đồng hành cùng em để anh chị tự tin hơn trong room. Nhiệm này thì em biết là thị trường nó sẽ rất là khó khăn. Đó, nên là anh chị cũng sẽ có một cái người đồng hành, ok à, và cập nhật với anh chị để biết à, thì chúng nó vận động như thế nào. đó thì anh chị có thể tham gia room khách hàng của em. bên dưới số mình số à, dưới màn hình những có để số điện thoại bằng trợ lý của em á. thì anh chị có thể nhắn qua cho bạn để bạn hỗ trợ mọi người vào room. rồi à, cảm ơn chị rất là nhiều ha đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay. À, trước khi mà chị rời đi thì anh chị có thể bỏ ra vài giây nha à, nhấn cái em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh. À, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký thì những cái nút like cũng như là những cái nút đăng ký kênh của anh chị là những nguồn nầm lực rất là lớn để em ra những cái video mà video nào nó cũng sẽ có những cái kiến thức video nào nó cũng sẽ có những cái giá trị và video nào cũng sẽ hỗ trợ được các anh chị những cái kiến thức và những cái sự chủ động trong cái quá trình bạn chị đầu tư bởi vì với cái góc nhìn của em nha khi mà chị đầu tư á cái sự chủ động là một cái điều rất là quan trọng à ví dụ như à, anh chị có thể mua thêm Đạt nhưng mà khi mà chị xem video đạc anh chị sẽ biết là ờ à, là vì sao cái nhóm mà nó mạnh vì sao thì chúng nó vận động như vậy hoặc là gì vì sao gì cái mà cổ phiếu nó có thể mua và mua là nó mua ok hay là mua trẻ và anh chị cũng biết vì sao nó trễ. thì đó là muốn trao tức là trao đổi với anh chị bởi vì trong cái quá trình đầu tư á, khi mà anh chị phụ thuộc vào broker quá nhiều á là anh chị sẽ không có đầu tư được đâu. và và cái và trong cái vấn đề giống này anh chị phải có một sự chủ động. bởi vì trong những cái thời khắc quan trọng cái sự chủ động nó nó quyết định được là anh chị có mua bán được hay không. Ví dụ trong những cái thời khắc thời khắc quan trọng đi, đạt nó bảo mua mà anh chị không không không, không mà anh chị không không tức là anh chị thấy à, không ngon là anh chị không mua rồi khi mà cái mạng cổ phiếu nó chạy là nói ờ à, Đạt ơi giờ mua sao em. Đó. Rồi, hoặc là trong những cái thời khắc quan trọng là Đạt nó bảo bán. À, nhưng mà sao thấy cái mạng cổ phiếu nó giảm rồi đạt ở bán nữa không em? Đó. nó sẽ nó, bởi vì nó sẽ nằm ở cái khả năng ra quyết định mà cái khả năng ra quyết định nó, nó, nó sẽ nằm ở những cái kiến thức mà chị xem những cái video của em hoặc là chị xem cái video của ai khác tức là khi mà chị xem video chị phải xem gì à là mình học được cái gì có giá trị gì cái giá trị gì hay á hợp với mình ok lại nốt lại sử dụng còn cái giá trị mình không hay á mình tham khảo thêm gọi là mình chỉnh sửa thêm hoặc là mình bù đắp thêm đó, hoặc là mình phổ cập thêm đó, trong cái trong cái hệ thống giao dịch của anh chị ok đó là một điều quan trọng nhất mà muốn trao đến chị trong rất nhiều những cái video hoặc là trong các buổi livestream ok đó, nên là chị nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của em chị ha anh chị tham gia room khách hàng thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại để dưới màn hình bạn dùng 0903 chín mươi ba một sáu sáu rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha chúc anh chị và gia đình của mình có một buổi tối ăn lành hẹn gặp lại cả nhà trong những cái buổi video cũng như trong các buổi livestream của em sau giờ xin chào mọi người